Xin chào các bạn. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để các bạn có thể đưa được những cái biểu tượng như là computer này, user file này, network, thùng rác hay là control banner ra ngoài màn hình nhé. Thì với một số máy á, khi các bạn cài Win lên hoặc là các bạn đem ra tiệm người ta cài cho các bạn, nhưng mà khi các bạn về nhà các bạn sử dụng và các bạn cần sử dụng đến một trong những cái tính năng này, những cái biểu tượng này, nhưng mà các bạn lại không thấy nó xuất hiện ở ngoài màn hình desktop của các bạn. Ví dụ đây mình sẽ xóa đi để làm mẫu cho các bạn nhé. Đây, mình sẽ xóa cái control banner này đi ha. Rồi, thì như bình thường á, các bạn muốn vào control banner nhưng mà các bạn lại không tìm thấy, thì các bạn hãy nhấn chuột phải ở ngoài màn hình ha. Các bạn nhấn chuột phải, các bạn chọn cho mình cái dòng cuối cùng, personalize này. Rồi các bạn hãy vào cái phần thêm này. Các bạn chọn cho mình là desktop icon setting này. Thì ở đây này, các bạn thấy không? Cái control banner nãy mình xóa đi nên là nó sẽ không có tích ở đây. Chẳng hạn như những cái biểu tượng ở ngoài màn hình của các bạn á, khi mà các bạn mất, các bạn không thấy nó ở ngoài màn hình, computer, user hoặc thùng rác hay control banner network gì ấy, thì nó sẽ bị bỏ tích như thế này ha. Và bây giờ các bạn muốn nó xuất hiện ở ngoài màn hình á, để các bạn tiện thao tác và sử dụng, thì các bạn chỉ cần thêm vào đây thôi, các bạn đánh tích vào những cái mục này các bạn mong muốn ha. Sau đó thì các bạn nhấn OK thôi. Rồi bây giờ các bạn hãy ra ngoài màn hình desktop và kiểm tra lại nhé. Đây, control của mình nó đã xuất hiện đây, đầy đủ ha. Thì như vậy là mình mới chia sẻ với các bạn cách để các bạn có thể đưa được những cái biểu tượng căn bản như là computer, user file, network hay là control banner ra ngoài màn hình để các bạn có thể tiện sử dụng hơn. Thì video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like video và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình và theo dõi những video tiếp theo. Xin chào các bạn.